chị em nhà mình đã quay trở lại với kênh VV Official. Đó thì hôm nay bà Dê có một cái chuyện muốn thông báo cho chị em biết rất là vui vẻ chị mến luôn. Đó là nhà game hôm nay giờ mới cập nhật quá trời tính năng sền sạt. Ví dụ như là dạo này mình câu cá, mình buồn hiu đúng không? Thì hôm nay mình có quà nha. Câu lên được một cái hộp, mở cái hộp đó ra có nguyên một bộ đồ sói luôn. Siêu đỉnh đã tốn tiền mơ rồi. Cái cập nhật thứ hai là bà Dê thấy là nhà game trang trí nguyên một cái thành phố là tràn ngập không khí Halloween. Trời ơi, tại vì sắp tới Halloween rồi, bởi vậy là mình cũng phải trang trí sưu sưu đó chị em. Đặc biệt cái này nữa là mọi người biết Wish Game đang hot hết đúng không? Thì nhà game đã vào tiệc trò chơi của mình để cập nhật hai cái trò chơi siêu hot trong Wish Game, đó là trò đèn xanh đèn đỏ và trò vượt cầu kính. Thì hôm nay bà V cũng muốn thử sức mình và các bạn fan rủ các bả vô chơi chung với mình cái trò trong tiệc trò chơi mọi người, để coi mình có vượt qua cái trò Wish Game không ha. Rồi trước khi vào cái clip này chị em đừng quên là nhấn liền cái nút đăng ký màu đỏ ủng hộ tôi nha. Còn bây giờ thì vô luôn chị em ơi. Hello mọi người, lại là bà Dê đây. Thì mọi người có thấy là dạo này tràn ngập không khí Halloween rồi luôn không? Yeah. Thì nhà game vừa mới cập nhật rất là nhiều không khí Halloween ở ngoài thị trấn luôn. Bây giờ bà Dê sẽ dẫn mọi người ra đó xem thử luôn ha. Nhưng mà trước khi xem thử thì mọi người biết vụ gì chưa? Trời ơi, Wish Game là cập nhật trong Legendary rồi đó mọi người. Thì trong cái lần Wish Game lần này là nằm trong tiệc trò chơi nha. Và tiệc trò chơi thì có hai trò giống Wish Game, đó là trò cầu kính và trò đèn xanh đèn đỏ. Rất là ghê rồi luôn chị em. Rồi mình sẽ mua một bộ đồ để trông cho giống như Wish Game nha. Đó là bộ này đó mọi người thấy chưa. Một cái áo 3.000 và một cái quần là 2.250. Đây là quần bộ thể thao sinh tồn đó chị em, nhớ là sinh tồn luôn ha. Nhưng mà đôi dép thì hơi kỳ, bởi vậy xíu bà về ra bà về đổi lại đôi dép nha. Khi mà hoàn thành mua hàng thì bây giờ mình sẽ mặc hai cái bộ đồ new này vô để mình Wish game. Trời ơi, dễ thương chưa mọi người. Nhưng mà mình thay đổi đôi giày đi. Bà V nghĩ là đôi giày trắng này sẽ hợp với bộ đồ hơn. Yeah. Em cho mình thoải miếng bấm bấm mọi người ơi. mình đem thêm đôi cánh đi. Nhìn nè, ví dụ mà lỡ mà có bị rớt hay gì thì mình bay đồ đó rồi. Trời đất ơi, vừa mới lấy xuống thị trấn có nguyên một cái ông zombie, ông đứng đây luôn tím lẹ tìm sim luôn mọi người. Ui, ở đây thị trấn là trang trí và trang hoàng rất là nhiều đồ happy Halloween. Ui, mà bên đây là cái chỗ la da của mình là đang bị đóng cửa nha mọi người. Và ngày 8/11 thì mới commission lại là mới mở lại. Thì bà V nghĩ là khi mà mở lại sẽ có rất là nhiều điều thú vị luôn. Wow, mọi người coi cái đu quay kìa, nhìn không khí Halloween tràn ngập trái tim em luôn á trời. Ui, bên cái chỗ bán bánh mì xúc xích này cũng có một cái bí ngô nữa nè. Bữa ở đây cũng có nguyên một trái bí ngô khổng lồ luôn. Ui, quá xịn sò luôn mọi người. Ở đây là những cây cột đèn, và những cây cột đèn này vẫn có trang trí bí ngô luôn. Ui, chiếc xe buýt của chú xe buýt. Trời ơi, chiếc xe buýt hôm nay là tím liệm, tím sim, tím banh luôn á mọi người ơi, quá là đẹp luôn. Nhưng mà chú ơi chú, tại sao chú không mặc cái bộ đồ màu tím luôn cho nó hợp tông hợp gu vậy chú? Ok lên luôn. Thì sau một hồi tập hợp á thì bà Dê cũng đã tập hợp được tất cả chị em nhà mình ở đây rồi. Trời đất ơi, và giữ thần chi mấy cái hàng của tôi luôn. Ý trời ơi, xem hết mọi người, xích chơi nguy hiểm giữ thần nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình vô mình chơi game luôn nha mọi người. Ở đây á thì chỉ giới hạn được có 20 bạn thôi, nên hạn những cái bạn ở ngoài mà không được mời thì đừng có buồn bà V nha. Rồi bây giờ mình sẽ vô nè, mong á là mình sẽ gặp được cái trò trong Wish Game, ví dụ như là trò đèn xanh đèn đỏ hoặc là trò cầu kính he. Ui, ra một là bánh xe chướng ngại vật rồi mọi người. Vậy là mình chưa được gặp hai cái trò đó. Vậy mọi người đợi một tí xíu nữa, mong mới là mình vừa qua chồng này xong mình sẽ được gặp hai cái trò trong Wish Game. Trời ơi, bà Bê cũng hóng lắm luôn mọi người, mong mới là mình gặp được là mình chơi như thế nào. Rồi vô nè. Hiện tại là có 30 bạn nha. Thì mình sẽ đi chậm để coi chừng bị đẩy nha chị em. Nói chung là bà Bê rất là sợ cái trò này là bị đẩy luôn, chứ trò này thì cũng khá là đơn giản á. Rồi mình chỉ cần mình qua lại tới qua luôn rồi mình qua tiếp nè. Rồi mình qua luôn chị em ơi. Đó thì ghê hông. Ui, hôm nay mặc đồ Wish Game mong là sẽ gặp được cái trò trong Wish Game. Ở đây hôm nay là họ chị em nhà mình là rất là nhiều bé khủng long xanh lè xanh lén luôn á trời. Qua nào, đừng có bị té nha mấy ché ơi. Ôi, run xỉu luôn mọi người, bị run dữ thần chim én luôn.
Trời, bà sửa kìa, bà sửa kìa. Hôm nay bà mặc nguyên bộ đồ xinh kìa. Bà vô cho bà chơi game, bà mặc nguyên bộ đồ xinh luôn. Rồi, vô nè, tiếp luôn chị em đó. Bà Duyên cô đơn hôm nay là cũng mặc nguyên một cái bộ đồ trong Quiz Game luôn. Nhìn khá là ưng luôn á mọi người. Rồi, vô luôn chị em ơi, mạnh mẽ lên. Còn có một giây nữa mình đã vượt qua rồi. Yeah. Vậy là mình đã thắng rồi nè. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tới vòng 2 nè. Ôi, hôm nay đặc biệt là có Dúi với lại Mia chơi chung với mình nữa nha. Ôi là trời, đây là vòng thứ 2 nha chị em. Hồi nãy là buổi tối chơi, bây giờ là buổi sáng luôn rồi. Bây giờ là vòng thứ 2 á, thì mình sẽ vào xem thử coi mình có gặp được hai cái trò trong Quiz Game không nha. Ở đây là rất nhiều là chị em của bà Dê và fan của bà Dê đứng tụ họp ở đây. Nhưng mà bà Dê chỉ mời được tối đa có 20 bạn thôi. Những bạn kia không được vào á thì đừng có buồn Dê nha. Tí xíu nữa mình ra mình sẽ chơi chung với mấy bà sau. Rồi, ok, bây giờ mình vô này. Cái vòng này mình ráng là mình... Ui! Cái ra một rồi mọi người. Cầu kính vượt cầu của Quiz Game. Trời ơi, hên xỉu. Trời ơi, vậy là mình đã gặp được cái trò này rồi. Trời ơi, nãy giờ mong chờ dữ luôn. Mà mình hên giờ mình đã gặp rồi nè. Trời ơi, mọi người mừng xỉu luôn nè mọi người ơi. Vui lắm. Em là búp bê nè. Trời đất ơi, Bảo ơi, ghê quá em ơi. Trời ơi, búp bê thì ghê quá à. Ai ơi, búp bê là tí xíu là cái trò đèn xanh đèn đỏ chứ là mình đứng đây không quay hả chị? Không, chị đang quay nè bé bì. Trời ơi, có một cái cầu kính bên đây bị vỡ nè mọi người. Cái này là nhập. Ôi trời ơi, tôi nghe cái tiếng kính tôi gỡ tôi sợ dữ. Cái này là mọi người nên đứng yên để đợi tí xíu mà cho bớt đông á thì chị em hãy đi. Chứ nếu mà mình đi sớm á thì thứ nhất là sẽ bị đẩy nè, thứ hai là mình sẽ phải là mồi dữ để mình thử á chị em. Rồi, cố lên nha. Từ từ nhảy chị ơi, đúng rồi, phải từ từ nhảy đó mọi người. Hồi nãy giờ là bà Gia lần đầu là gặp cái trò này luôn. Hên á là mong là mình sẽ không có bị Sukana nha. Sửa với bà Niu về đang ở đó kìa. Ý sao mấy bà có nhiều cái đầu đỏ trên đầu quá vợ, nhìn cu téo à. Nhìn như thiên thần vậy á, cưng dễ sợ cưng luôn. Trời, hôm nay bà Vê mặc nguyên cái bộ đồ này nhìn khá là ưng hả chị em. Đó, trời ơi, có Dúi nó kìa, Dúi gì quen trường đang chơi nữa nha. Trò kia hiếm quá. Ồ, cái trò đèn xanh đèn đỏ chắc là hiếm lắm luôn mọi người. Bởi vậy là hồi nãy giờ là chỉ có thấy trò cầu kính này thôi. Ui, trời ơi, mấy cái kính kia bị bể kìa. Ôi, tôi đứng đây tôi tập trung coi. Vô chị. Từ từ cho tôi đi nha. Đó, cái đầu tiên là mọi người. Còn cái thứ hai là sẽ xéo bên đây. Ấy, mấy bà ơi, mấy bà đừng có đứng đây nha. Ui, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bà. Ôi, mình đứng mình đợi. Bởi vậy mình thua rồi mọi người ơi. Không đã thành công luôn rồi. Xấu. Thua hết trơn luôn. Trời ơi là trời. Chơi lại mọi người. Rồi, ok luôn. Thì hồi nãy cái vòng 2, cái trò cầu kính là trò đầu tiên á, thì quen một team không có bạn nào thắng hết trơn. Bởi vậy bây giờ mình sẽ chơi lại vòng 3 cho mọi người ơi. Ở đây là khá nhiều bạn fan cực kỳ đông luôn. Nhưng mà mình mời được có 20 bạn rồi, mọi người thông cảm nha. Bây giờ bà V sẽ vào thử xem á, là mình gặp được trò cầu kính nữa, hay là mình gặp trò đèn xanh đèn đỏ nha mọi người. Quê, đèn xanh đèn đỏ nè. Tránh bị quản trò phát hiện và đến đích. Ôi, lần đầu tiên bà Vê thấy con búp bê đó luôn á nha. Nhìn xịn sò dữ thật. Mình đã tìm được trò cầu kính và trò đèn xanh đèn đỏ đầu tiên rồi nè mọi người. Mong là mình sẽ không bị xui cả đá. Đừng đẩy gì chị em. Ui, lửa xanh. Ê, đúng. Rồi xong. Tan bão bà Vê rồi. Ý, chạy. Ui, đứng nhìn chắc mọi người. Sợ quá à. Wow, hên quá. Tiếp luôn. Red line. Ui, hay quá vợ. Red line. 23 bạn chưa bạn nào bị gì luôn. Red line. Ui, trời ơi, bị tiêu 2 bạn rồi. Red line. Trời ơi, gần sắp hết thời gian rồi mọi người. Red line. Sợ. Ôi ghê quá, cái con búp bê đúng lẹ luôn rồi. Ý bà kia bà đứng mới nhảy nữa kìa. Cái này là mình chỉ cần đứng nghiêng là được nha. Trời ơi, gần sắp hết thời gian rồi mà chạy chưa kịp nữa. Chạy.
Mẹ đang cố nè mọi người ơi. Mẹ sợ quá à. Trời, con quỷ bắp tè. Nhìn mặt bả dữ quá à mọi người. Còn 11 giây. Quay qua kia đi. Siêu tuyệt đỉnh, siêu tuyệt đỉnh luôn chị. Trời ơi, Sugana dễ sợ luôn. Cuối cùng quá thì mình cũng bị thua. Công nhận là hai cái trò đó cực kỳ khó luôn mọi người. Thứ nhất là trò cầu kính, thứ hai á là trò đèn xanh đèn đỏ. Nếu mà bạn không tới đúng vào thời gian quy định á thì cũng sẽ bị chết. Giống như bà V chỉ chậm đúng một giây thôi là mình đã thua luôn rồi. Thôi buồn quá, bởi vậy thôi mình thử cho chị em xem thử là hôm nay cái trò, những cái trò đó chơi như thế nào thôi ha. Còn bà V sẽ làm một cái tập tiếp theo để chờ tiếp tục với họ chị em nha. Còn bây giờ thì bà V cũng xin kết thúc clip tại đây. Nếu mà mọi người có thích cái clip hồi nãy giờ thì nhớ là nhớ lại cái nút đăng ký và đồ ủng hộ tôi nha. Còn bây giờ thì bye bye tất cả chị em, chờ chị em bài bài đông chưa? Và hẹn chị em clip tiếp theo luôn nha.